Những năm qua, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được các địa phương chú trọng thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực. Thông qua công tác đào tạo và gắn kết với giải quyết việc làm, đã tạo điều kiện để người dân tiếp cận với các cơ hội việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Đây là lớp dạy nghề lái xe cuốc tại xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm. Lớp học được tổ chức hướng đến việc nâng cao tay nghề, cấp chứng chỉ và định hướng việc làm cho người lao động đang có nhu cầu gắn bó với các công việc trong lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp. Để tạo điều kiện thuận lợi cho học viên tham gia, lớp học được tổ chức vào buổi chiều tối, từ 5 giờ chiều ngày thứ 6 và thứ 7 trong tuần. Người lao động được thao tác trực tiếp trên máy, thực hành thực tế tại các bãi đất ở địa phương nên nhanh chóng tiếp thu và nâng cao tay nghề. Từ đầu năm đến nay thì đối với xã Trung Hiệp cùng với huyện Vũng Liêm thì phối hợp với trung tâm dạy nghề Nguyên Phong đã mở được 3 cái lớp học nghề lái xe cuốc. Cái lớp học nghề lái xe cuốc thì học vào 5 giờ chiều là từ thứ 6 đến thứ 7. Thì từ đó anh em sẽ có cái điều kiện sau cái giờ đi làm nông ở ruộng về hoặc là đi làm thợ hồ về thì anh em cũng có khi anh em cũng sẽ tham gia vào được cái lớp này. Đó là sẽ từ đó anh em sẽ có cái việc làm được ổn định hơn. Cái nghề máy này là em đam mê từ hồi nhỏ rồi. Đi theo máy là học từ hồi nhỏ rồi, giờ là học thêm cái lớp này nữa, được nâng cao tay nghề mình nữa. Em thấy lớp học này rất bổ ích cho em. Dạ, học lớp này trước tiên là ra được cái chứng chỉ cho em dễ đi tìm việc ở các cái công trình lớn hơn. Em có dự định là sau này mọi một thời gian thì sẽ mua máy về mình tự làm, tự vận hành. Hướng đến tạo việc làm phù hợp với điều kiện của người lao động nông thôn, thời gian qua, xã Phú Quế, huyện Long Hồ đã tập trung mở những lớp đào tạo nghề đang thảm lục bình, với đặc trưng không đòi hỏi quá nhiều về học vấn, sức khỏe, độ tuổi, thời gian, nên các lớp học đã thu hút khá nhiều lao động nông thôn tham gia. Qua các lớp đào tạo, người lao động không chỉ được chứng nhận có kỹ năng nghề, mà còn được tạo cơ hội nhận sản phẩm về gia công để có thu nhập ngay, với thu nhập từ 2 đến 3 triệu đồng một tháng. Tôi đã là biết cái nghề mà đang thảm lục bình này đã lâu rồi, nhưng mà chưa có đủ điều kiện để tham dự lớp học. Thì hôm nay là ở đây được mở cái lớp học này thì tôi cũng vui về đây để tham dự, để mình trước tiên là mình học để mình về mình làm kiếm thêm thu nhập gia đình. Cái thứ hai nữa là mình để hướng dẫn lại cho chị em phụ nữ biết thêm cái nghề để mà làm thêm trong cái lúc nhàn rỗi để thu nhập cho kinh tế cho gia đình. Trong thời gian qua, hoạt động đào tạo nghề của xã Phú Quế mang lại hiệu quả rất là tích cực, thì đặc biệt là trong việc với dạy và giới thiệu việc làm cho người lao động. Thì sau khi mà qua các lớp đào tạo nghề thì sẽ được huyện cấp chứng chỉ, và tại cơ sở đào tạo sẽ cung cấp sản phẩm để cho người lao động là có việc làm, rồi tạo thu nhập ổn định cho người lao động. Thì hàng tháng thì bình quân thu nhập của một người lao động có tay nghề là cao thì khoảng từ 2 triệu tới 3 triệu đồng. Đồng thời thì qua các lớp đào tạo này thì cũng nâng cao được cái kỹ năng cho người lao động, cũng như là cái tay nghề của người lao động, để tạo nên cái năng suất cao, chất lượng sản phẩm cũng cao. Điều này là giúp mang lại cái lợi ích cho cá nhân, cho người lao động, tạo cái nguồn thu nhập cơ bản là ổn định, đồng thời góp phần cho sự phát triển kinh tế xã hội cho địa phương. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long, thực hiện đề án đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho lao động nông thôn. Hàng năm, tỉnh đều giao chỉ tiêu đào tạo nghề cho các đơn vị, huyện, thị, thành phố để triển khai thực hiện. Từ năm 2021 đến nay, tỉnh đã tổ chức đào tạo nghề cho khoảng 13.770 lao động. Các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã phát huy tác dụng, không chỉ mang lại kỹ năng tay nghề mà còn góp phần mang đến cơ hội việc làm phù hợp và thu nhập ổn định cho người dân. Thời gian tới thì điều tiên quyết là phải phối hợp chặt chẽ, làm tốt cái công tác tuyên truyền, vận động cho cái người lao động có đủ điều kiện để tham gia các cái lớp đào tạo nghề. Thứ hai nữa thì chúng tôi cũng sẽ có cái điều tra khảo sát cái nhu cầu nó sát với thực tế, vừa có thể hài hòa giữa nhu cầu của người lao động mà nó phải phù hợp với cái nhu cầu của cái thị trường người ta đang cần. Đó, cái này là cái mà mình phải quan tâm để mình có cái tạo điều kiện cho lao động tiếp cận với các lớp học nghề.
Và cái thứ ba thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục là tranh thủ các cái nguồn lực, cái nguồn kinh phí hỗ trợ từ trung ương, cái nguồn đối ứng của địa phương, đặc biệt là cái xã hội hóa, tức là vận động các doanh nghiệp cùng với mình để tham gia cái đào tạo cho cái lao động trên địa bàn của tỉnh mình có tay nghề, có bằng cấp, có chứng chỉ, để nó góp phần ổn định về cái việc làm, ổn định về cái thu nhập và đảm bảo được cái phát triển kinh tế của địa phương.